Hello, xin chào tất cả bà con. Hôm nay một ngày rất đẹp trời, một ngày mùa hè tại thành phố Bordeaux. Mình đang ở đang cái chỗ trạm xe bus là tới ngay cái Bordeaux Plage, tức là cái bãi tắm hồ của thành phố Bordeaux. Mình chỉ dẫn cái này cho những cái bạn nào mà muốn tới cái chỗ này, là cái chỗ tụ họp của những người Việt Nam của mình, bán đồ rong ở ngoài bờ hồ này, và có cái bãi. À, không phải bãi biển, cái này thì cái hồ, nhưng mà rất là đẹp. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì các bạn đi lấy cái đường xe buýt số 7, như là mình chỉ các bạn, nó có hết cái mấy cái trạm ở đây. Thì các bạn xuống cái trạm Bordeaux Plage ha. Bordeaux này đi đi đứng rất là dễ. Đi tram cũng được, chạy xe tram đó, rồi chạy xe buýt cũng được. Đây là bản đồ của cái bãi tắm hồ. Nó như là một cái, nó rất là lớn, cái hồ này rất là lớn. Đây mình quay cho các bạn xem, lúc mà các bạn nếu mà các bạn muốn đi, là bạn những cái bạn nào mà ở Bordeaux thì quen rồi, mà cũng có nhiều người ở Bordeaux mà chưa biết cái chỗ này, thành ra cứ lấy cái xe tram hoặc là cái xe buýt số 7, thì các bạn xuống ngay đây là nó có cái bãi để mình tắm, và phong cảnh rất là thơ mộng và rất là đẹp như là các bạn thấy ở đây. Và bên bên kế bên này là tất cả những cái nơi mà tất cả những người Việt Nam người tụ họp lại để bán hàng rong, bán đủ thứ, phở, hủ tiếu, mì, chả giò, heo quay, bún, đủ thứ hết, bánh mì cũng có xin xào lũ luôn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì đây mình đang đứng để mình giới thiệu cho các bạn cái bãi bờ hồ của Bordeaux. Nước rất là trong xanh. Hôm nay trời nóng, là nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C mà có một chút gió, thành ra dân chúng Bordeaux ra đây rất là đông. Giờ này thì khoảng chừng 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Thành ra các bạn thấy ở đây con nít tắm rất là an toàn. Có hai phần mà cái hồ này thì người ta có những cái nhân viên người ta kiểm soát và người ta canh chừng những cái người tắm. Đây là khu vực của con nít chơi trước khi bờ hồ. Đây thành phố Bordeaux họ trang trí rất là đẹp và họ làm rất là kỹ và rất là tốt. Có hai phần các bạn có thể tắm. Mấy đứa nhỏ thì tắm ở trong, có cái phần cái dây nó ngăn lại, và cái người lớn thì ra ngoài. Cái khu vực nó hơi sâu hơn chút. Thì trong cái khu này thì hình như là từ 9 giờ sáng cho tới 19 giờ, để coi mình coi, hình như là 9 giờ. 19 giờ tới 19 giờ thì họ canh gác, và họ coi chừng nếu mà có người nào bị khó khăn ở dưới nước hay là bị hụt chân thì họ cứu liền. Đó, trong ở đằng sau thì nó có một cái rừng thông, thành ra nó không có nắng gắt lắm. Và ở đây thì vì nó nằm ở trong thành phố Bordeaux, thành ra đi đi rất là dễ. Các bạn đi, có nhiều người ở gần ở đây thì họ đi bộ lại. Còn nếu mà các bạn lấy xe đi thì nó cũng như là đi điểm từ điểm A tới điểm B ở trong thành phố Bordeaux, nó rất là gần. Và những cái người nào mà không có muốn lấy xe hay là đi xe đạp cũng được. Có nhiều người rất là đi xe đạp, như cái cô người Pháp đây, họ đứng họ đi xe đạp, cột xe đạp lại, họ xuống họ tắm, tắm xong họ lại lên họ ăn chả giò, họ ăn bún, họ ăn phở, nếu mà họ muốn ăn đồ Việt Nam của mình. Cái mà ngộ là ở đây thì cảnh rất là đẹp, nhưng mà người Việt Nam tụ họp để mỗi thứ bảy chủ nhật đều có bán đồ, rất là nhộn nhịp và rất là vui. Đây họ làm một cái khu để cho miễn phí ha, cho hoàn toàn miễn phí tắm tắm trong cái hồ này, sử dụng tất cả những cái đồ chơi hay những cái bàn. Đây cái bàn bên bông, một cái bàn bên bông mà họ 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 để đây luôn quanh năm suốt tháng. Và có nhiều cái đồ chơi khác, như để mình đi gần lại để cho các bạn xem chút xíu nha. Các bạn thấy nó có nhiều cái băng ngồi dưới này thì không có, mình lựa chỗ ha, mình đi tới sớm thì mình lựa chỗ, có nhiều chỗ rất là mát, ngồi đem đồ ra, hay là mình lại đằng kia mình mua phở, hủ tiếu, bún, heo quay gì đó, mình lại đây mình ngồi mình ăn. Đây là cái bàn để chơi, cái này là cái chơi trò chơi exec, mà nó rất là bự, thành ra các bạn thấy mình nhấc lên cái này nó bằng plastic, nên nó rất là nhẹ,
Thành đang ở ngoài trời, Thành có thể chơi chung với gia đình hay là chơi với những cái người bạn mà ở đây chơi, có nhiều người ta lại ta đứng thì mình lại đứng kế bên thì họ chơi với mình. Đó, mình đi một vòng quay để cho các bạn xem lúc mà ở đằng bên phía tây trái là bờ hồ, còn bên phía tây phải là những cái rừng thông và những cái chỗ họ trang trí để cho những cái người những con nít hay là người lớn thì đi lại chơi. Hôm nay trời mát, không có nóng lắm, thành ra các bạn đây có cái chỗ đi chơi trái banh banh volleyball đó. Và đây cái trò chơi là mình không biết tên gì, tiếng Việt kêu bằng cái gì, để mình quay một chút xíu lại đây mình quay cho các bạn xem. Nó để mấy cái cây, một cái cây thì nó có cái số điểm rồi nó thảy xong rồi cái nào rớt thì chắc nó đếm điểm xong rồi nó cộng lại, người nào có điểm cao nhất thì thắng. Đây hai người đang chơi échec, cái bên cái jeu échec là cái jeu de dame. Đây là cái khu vực họ canh chừng của mình, và đây là có cái nhà của mấy người lính. Lính ở đây nó cũng kiểm soát rất là kỹ, nhưng mà mình ít có khi thấy lính họ đứng ở trong, thành ra mình rất là thoải mái. Rồi bây giờ nghe cái mùi thịt nướng bên phía này, mình đi bộ lại phía này để cho các bạn xem cái đường đi bộ. Bên phía tay trái của mình vẫn là bờ hồ ha. Rồi bên phía tay phải là rất là rộng ha. Một cái chỗ có rừng thông này là rất là rộng và rất là mát ha. Còn mình có thể để cái khăn dưới mình ngồi picnic với gia đình, ngắm ra cái bờ hồ. Thành ra các bạn thấy cái thành phố Bordeaux nó có rất là nhiều cái chuyện thú vị. Từ lúc mình làm kênh này và giới thiệu với các bạn, các bạn ở bên Pháp này cũng có, tại vì bên Pháp này cũng có rất nhiều người Việt Nam ở những cái tỉnh khác, và những người Việt Nam ở toàn quốc thì cũng biết ít nhiều về thành phố Bordeaux và cũng thấy những cái sự thú vị của thành phố Bordeaux, có rất là nhiều cái chuyện chơi. Và ít có thành phố nào ở bên Pháp đều có một cái nơi mà có người Việt Nam tụ họp lại để bán hàng rong như thế này. Đây các bạn thấy những người Pháp họ cũng lại họ ăn hòa mình với mình. Rồi họ để mỗi cái chỗ vậy, họ để mấy cái ghế nhỏ nhỏ vậy đó, như là bên Sài Gòn hay là mình ở bên lề đường thì mình cũng có những cái quán ăn. Thì bên đây là không ngờ là mình ở bên Pháp, mình ở tại thành phố Bordeaux mà lại có những cái cảnh này. Rồi ở mấy cái chỗ xe, cái xe các bạn thấy đó là họ bán những cái rau. Rau muống nè, trái khổ qua nè, mấy cái rau ngò, rau răm, đồ hột vịt lộn, họ có bán hột vịt lộn ở đây nữa. Đó thì mỗi cái hàng họ ra họ dăng lều thì rất là vui và rất là nhộn nhịp. Mình đây thì mình không có thiếu đồ ăn, hay là mình đi mình muốn ăn cũng được, hay là mình uống nước, hay là mua những cái bạn nào muốn uống bia thì lại uống mua bia uống, ngồi những cái ghế nhỏ nhỏ như vậy và nói chuyện với người Việt Nam chung quanh. Đây thì cũng có phần đông là người Việt Nam, mình thấy cũng 90% rồi. Cái còn lại đó thì có nhiều khi là người Thái hoặc người Lào hoặc là người Miên, thì có nhiều khi họ cũng nói tiếng Việt Nam. Đây là mình đi tới, bắt đầu cái bà này là cũng quen, tại vì ăn chả giò đây, phở cũng rất là ngon, bà nấu rất là ngon, và cánh gà chiên đó, cánh gà chiên ha, rồi chấm với nước mắm, rồi có xương xào lụ, có đủ cái bánh. Bà này bà làm những cái xôi rất là tuyệt vời, hôm nay chắc là bà bán hết rồi. Thành ra mình giới thiệu luôn các những cái bạn nào mà mai mốt tới Bordeaux mà tò mò đó thì biết đường đi, tại vì có một lần mình giới thiệu rồi nhưng mà các bạn có nhắn tin nói ô trời anh nói không biết đường đi tới chỗ nào, đi chỗ nào cũng không biết. Thành ra giờ mình cho các bạn thấy cái trạm xe buýt luôn, cái trạm xe buýt các bạn xuống Bordeaux Plage là các bạn vô ngay cái chỗ này luôn, đi tắm biển, đi tắm hồ chứ, rồi đi vô ăn đồ Việt Nam. Các bạn thấy nó rất là nhiều cái chỗ ăn đó, mà bây giờ cái mùi thơm phức lên luôn.
Đây họ làm một cái gỏi rất là ngon, cái bà này làm rồi, cái gỏi rất là ngon. Người ta lại người ta mua đồ ta ăn liền, hoặc là người ta uống nước, người ta ngồi đó, hay là mình để cái khăn rồi mình ngồi dưới, rồi mình đem đồ của mình ra, rồi mình mua thêm đồ còn ăn cũng được. Thì mình đi vòng vòng đấy rất là nhiều cái chỗ, những cái món khác nhau. Đó, các bạn thấy mình đi một vòng có thú vị không? Tại vì mai mốt thì các bạn có dịp qua mà Bọc Đô đó, thì có nhiều bạn thì nói cũng nhờ mình và coi kênh mình thì mới biết được thành phố Bọc Đô. Thú thật với các bạn thì bên Pháp này, nếu mà các bạn ở bên Pháp đó thì chưa bao giờ mình từng nghe những cái nơi mà có những cái chỗ hàng rong này. Thành ra Bọc Đô nó có nhiều cái nó rất là đặc biệt, một cái thành phố của nước Pháp mà từ khoảng chừng 10-15 năm trở lại đó thì Bọc Đô rất là lên, tại vì có làm những cái kiến trúc hay là những cái nơi công cộng rất là đẹp, và người Bọc Đô thì rất là thích, và người khác ở lại mới tới Bọc Đô thì cũng rất là yêu mến, và có rất là nhiều người dọn tới Bọc Đô để sinh sống. Thành ra Bọc Đô là một thành phố lên, thành ra nội trong mấy cái du học sinh thì thành phố, những cái đại học ở Bọc Đô thì càng ngày càng đông du học sinh, với lại mấy cái du học sinh của nước tất cả mọi nước trên Âu Châu và những cái nước trên Á Châu. Thì tại vì Bọc Đô nó cũng có những cái siêu thị như là mình đã giới thiệu với các bạn, những cái siêu thị lớn nhất Âu Châu, siêu thị Á Đông, thành ra mua đồ cũng dễ. Ở trong siêu thị đó có những cái quán ăn mình đã giới thiệu rồi, mà mình sẽ trở lại ăn để cho các bạn xem thêm. Thành ra có nhiều cái chuyện rất là thú vị ở Bọc Đô. Ở đây có những cái hàng bán chè, bán rồi có bán bánh mì nữa, bánh mì như là bánh mì trên Paris vậy đó. Họ làm bánh mì chả lụa, thịt thịt nguội, rồi họ làm trước mặt mình luôn, rất là thú vị. Các bạn thấy nó rất là người ta rất đi rất là đông. À, mấy cái xe này nãy mình nói đó, mấy cái xe này họ bán rau cỏ đồ, hay là bắp, hay là thiếu rau đó thì ra đây mua. Các bạn thấy họ để cái bàn nhỏ 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 vậy dưới cái bóng cây. Các bạn xem thì có nhiều khi không có tưởng tượng nổi là mình đang ở tại bên Pháp và ở đang tại thành phố Bordeaux. Nghĩ là mình chắc là ở Bến Tre hay là ở Cà Mau gì, ra ngồi bờ hồ để uống bia và ăn phở, ăn hủ tiếu, hay là ăn bánh patiso, hồi thì mấy cái này, hay là ăn chè. Đó, cái này mình đi một vòng thì bây giờ rất là đông người. Bây giờ tới giờ ăn thì mình lại đây mình mua đồ ăn. Thêm ba cái patiso được không? Ba cái à? mới hả chị? Patiso mới hả chị? Rồi chị đâu có làm patiso hả? Có lấy. À không thấy hả chị, giấu hả chị? Rồi chị giấu phải không? Cho ba thêm ba cái patiso thêm ha. Nhưng mà ngon không vậy? Hả? Ăn thử ba cái luôn nha. Ok. Đã khó rồi. Nói vậy. Ra đây có ăn uống cũng khó. Rồi, thấy cái nướng đẹp quá, tôi thích mấy cái màu là hướng nè. Mà mưa thì nơi cái này nó chưa đúng mùa mà. Đang không kịp. Bữa nay tôi ăn thử cái patiso đó. Chưa ăn hả? Chưa ăn lần nào. Ok, mình tới đây mình cho quay cho các bạn xem lúc mình tới, anh chị này quen để lúc anh đang nướng thịt rất là hấp dẫn và mùi thơm, họ ướp rất là ngon và nướng thịt rất là mềm và ăn vô là thật là mùi vị thật là đậm đà. Đây là bánh cuốn nha các bạn, bánh cuốn. Đây là heo quay với bánh cuốn heo quay với lại bún. Mình mua thêm cái bánh patiso, và một hồi nữa mình ăn thêm cái xương sao lụ. Ok. Rồi, bây giờ các bạn nào đã coi video này mà đang đói bụng thì chắc là nó cũng kêu ọt 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 trong bao tử rồi, tại vì thấy mấy cái tô này mà không có thèm nữa thì thôi mình chịu thua luôn. Nhưng mà mình nhắc lại với các bạn là ở đây thì các bạn đi tới mùa hè, mùa xuân thì nó rất trời rất là đẹp, mùa hè thì nó có nhiều khi nó rất là nóng, thành ra mình chỉ cần ở nhà mình mặc quần
quần short mình ra, mình đi tắm biển rồi mình lên đây mình ăn đồ Việt Nam là tuyệt vời. Đây bánh pate show, chị này chị làm mà mình quen với chị này, gia đình anh chị này ra đi ngồi ăn với những cái đồ ăn của chị là mình rất là ưng ý. Mình chỉ đặt là họ làm rất là an toàn, thành ra mình ăn vô mình thấy rất là thích. Đó thì cái tô đó với lại mấy cái một tô như thế này, một tô heo quay với chả giò thì họ bán 4,50 đồng, một họ bán 4,50 đồng, tức là giá thì nó không có mắc lắm ha. Rồi một cái thịt nướng đó thì nó có thịt heo, thịt bò thì 1 đồng 1 đồng một cây, thành ra ra giá rất là phải chăng. Còn có cái là rất là ngon là tôm nướng, như là các bạn thấy á, cái tôm trong cái tô của mình đó, là cái tôm nướng mỗi cây về ba con tôm ướp với lại mỡ và đi nướng với lại cái mùi vị rất là ngon và ướp rất là vừa ăn. Cắn vô nó giòn rụm, thấy tôm tươi mà nó rất là vừa ăn với lại tô bún, thịt nướng và chả giò và thịt heo quay đó. Thì một cái cây tôm như vậy thì 2,50 đồng, một cái cây thịt nướng, thịt heo nướng thì 1 đồng, một cái cây thịt bò nướng thì 1 đồng. Còn cái này là pate show, còn một cái dĩa bánh cuốn thì hình như là 3 đồng. Đó, pate show mình ăn thử bữa nay, tại vì chỉ lâu lâu chỉ có ra nhiều cái món khác, rồi ăn xong thì ôi trời ơi, cái này bây giờ có nước đá với lại một cái đi làm như chứ nó cái này xương sao hột lựu mà nó làm như là một loại chè Thái, mà hôm nay thì 27-28 độ C thôi, không có nóng lắm nhưng mà có gió thì nó rất là thoải mái. Mình đi chơi có mặt trời gì, trời đẹp như vậy thì rất là thoải mái và rất là thích thú. Ăn một buổi ăn rất là ngon và còn ăn cái xe là cái xương xào lụ này như là cái chè Thái có nước đá bào để lên trên cho nó rất là ăn, nó rất là mát và chỉ làm rất là ngon tại vì có nước cốt dừa mà không có làm ngọt gắt, làm ngọt mà béo mà rất là thơm ngon. Mình không thể nào mình cho các bạn ăn thử, thành ra mình phải tả cho các bạn bằng lời nói, nhưng mà mong là các bạn tin là nó rất là ngon, tại vì có cái gì thì mình quay cho các bạn xem, của gia đình mình ăn cái gì thì chia sẻ với các bạn cho vui vậy thôi chứ không có cái ý định gì khác. Thành ra các bạn nào thấy cái lúc này thì mình đi, mình có cái máy điện thoại di động trong túi thì có gì thì mình lấy ra mình quay và nghĩ tới các bạn thì giới thiệu cho các bạn vài cái. Với lại hồi trước có chỉ dẫn các bạn về cái chỗ này nhưng mà không có nói rõ về cái chỗ đi, cái đường đi rất là dễ tại vì nó nằm ở trong Bordeaux, không có cần mỗi lúc các bạn tới nhà ga hay là các bạn đi tới từ Paris hay là đi tới từ tỉnh khác cho tới nhà ga các bạn đi vòng là kiếm, các bạn kiếm cái đường xe buýt số 7 xuống cái trạm Bordeaux Plage là các bạn tới ngay chỗ này. Mà chỗ này mình nói lại nha, chỉ thứ bảy với lại chủ nhật họ mới bán và trong mùa xuân với mùa hè họ bán. Bây giờ đó thì bây giờ là tháng 6 thì họ bán cho tới tháng 9, thậm chí có nhiều khi tháng 10 thì họ mới ngừng. Tháng 11 thì nó hơi lạnh nhưng mà sau đó thì không có bán nữa. Nhưng mà ra đây rất là vui vì mình ăn ngon, mình đi tắm biển mình ăn ngon và mình gặp được rất là nhiều người Việt Nam đi, có nhiều khi gặp được và mình nói chuyện tâm tình với họ, thành ra và mình cũng có thấy rất là nhiều cái người mới. Tại hồi trước thì họ không biết chỗ này, bây giờ có rất là nhiều người sinh viên hay là những người khác biết, có thể do cái kênh mình họ có thể biết được chỗ này, thì mình cũng rất là vui khi đã chia sẻ được những cái điều này với các bạn. Thôi bây giờ video đã dài, mình hẹn các bạn video kỳ tới. Mong là các bạn thích cái nơi này, mình thì rất thích cái nơi này, nó rất là thú vị. Mình để các bạn với cái lời chúc chân thành, chúc sức khỏe và vui vẻ cho các bạn và gia đình. Xin hẹn các bạn video kỳ tới.